Tập 12. Lần này cô có biểu hiện lập công rất là lớn. Tôi đoán thời gian thi hành sẽ không quá dài. Tôi hy vọng là cô ra ngoài, cô nghiêm túc sửa đổi, sớm ngày bỏ được thuốc viện. Tôi tin rằng cuộc sống của cô sau này sẽ không kém phần đặc sắc. Cảm ơn anh rất nhiều. Lần này tôi tới là muốn hỏi cô vài chuyện liên quan tới giáo sư Cung. Xảy ra chuyện gì với giáo sư Cung sao? Đâu có gì, cô không cần phải lo. Cô và giáo sư Cung Chí Thành rất thân nhau sao? Giáo sư rất xem trọng tôi, nhưng mà tôi lại... Nửa năm gần đây, cô có phát hiện giáo sư Cung Chí Thành có gì khác thường không? Không có. Bình thường chỉ thấy thầy ấy khá mệt mỏi. Thầy ấy vừa chăm sóc con, vừa phải làm việc, không dễ dàng gì. Vậy giờ cô ấy đâu rồi? 2 năm trước đã ly hôn, hiện giờ đang ở nước ngoài. Tôi nghe nói con gái của thầy ấy bị bệnh rất là nặng, ung thư xương ác tính. Thời gian trước tôi với Thiên Nhàn còn đi thăm em ấy. Một cô bé rất là dễ thương, rất thích nhảy múa, nhưng chỉ vì bệnh này nên phải cắt chân. Dạo gần đây cô có đi thăm con bé không? Không có. Bên chỗ Lục Hiểu Tuyết cũng không có tin tức gì giá trị. Tối đại học Tần Đô cũng không có thu hoạch gì. Mọi người đánh giá về Cung Chí Thành cũng không khác nhau mấy. Người khiêm tốn hay làm gương cho người khác. Người này giấu mình rất sâu, xem ra phải theo dõi 24/24 rồi. Vậy con với Tuấn Khanh tiếp tục ở đại học Tần Đô theo dõi ông ta. À, Tuấn Khanh, cậu với Đường Thiên Nhàn thường liên lạc với nhau không? Sao hỏi tôi chuyện này? Tôi đâu có rảnh. Lấy đâu ra thời gian liên lạc? Cậu liên lạc lại đi. Đội trưởng Trịnh à, hiện giờ là thời khắc mấu chốt. Sao tôi có thể nghĩ tới mấy chuyện tư tình nam nữ được? Tình nhóc này, cậu nghĩ gì vậy? Tôi nghe nói Đường Thiên Nhàn cùng Lục Hiểu Tuyết thường tới bệnh viện thăm con gái của Cung Chí Thành. Thiên Nhàn có nói chuyện này với tôi. Tôi muốn cậu liên lạc Thiên Nhàn là để thăm con gái của anh ta. Tôi hiểu rồi. Đội trưởng Trịnh, anh muốn tôi xem thử từ chỗ con bé này có lấy được tin tức gì không à? Người xưa nói, trẻ con vô tư. Tôi nghe nói mấy tên bán ma túy đều là kẻ liều lĩnh, trên tay có súng. Không chỉ súng lục, còn có súng mini. Sao giống trong phim cảnh sát bắt cướp vậy? Chứ còn gì nữa. Nhưng tôi cảm thấy không giống nhau lắm. Sao lại không giống nhau? Cảm giác này so với việc xem phim hồi hộp hơn nhiều. Vậy sao? Nhưng mà điều quan trọng nhất là sợ cậu xảy ra chuyện. Tiếc là cuộc sống làm sinh viên ở Đại học Tần Đô của tôi sắp kết thúc rồi. Tôi còn tưởng có thể làm bạn học với cậu thêm một thời gian nữa, có lẽ sẽ cải thiện được một chút ấn tượng với cậu đối với tôi. Đã cải thiện rồi mà. Tôi về ký túc xá đi. Ngày mai chúng ta gặp lại. Ngày mai gặp lại. Tuấn Khanh, có gì mà cậu cười tủm tỉm vậy? Đâu có gì đâu, đâu có gì. Còn nghĩ chuyện gì nữa, cười ngây ngô như vậy? Chắc là đang nhớ tới mấy chuyện mờ ám rồi. Mờ ám cái gì? Tôi đang suy nghĩ tới nhiệm vụ hôm nay. Tất cả ở đây sao? Đội trưởng Trịnh, đội trưởng Trịnh, Tuấn Khanh, lúc nào đi thăm con gái của Cung Chí Thành đã hẹn được chưa? Tôi với Đường Thiên Nhàn hẹn hôm nay 10 giờ. Đã sắp xếp xong người theo dõi Cung Chí Thành. Tôi sẽ ở Đại học Tần Đô theo dõi trước. Tối thứ hai chúng ta sẽ thay ca. Được rồi, vậy mọi người đi đi. Rõ. Ngọc Ngọc, chị Thiên Nhàn. Em đang làm gì đó? Em đang đọc sách ạ. Hôm nay nhìn em khỏe hơn rồi hả? Chào em. Anh ấy là ai vậy? Chị nói cho em nghe, anh ấy là bạn của chị. Anh ấy cũng là bạn của chị Hiểu Tuyết. Ngọc Ngọc, gọi anh là Tuấn Khanh được rồi hả? Chị Hiểu Tuyết đâu rồi? À, chị ấy có chuyện quan trọng phải làm.
Có lẽ thời gian này chị ấy sẽ không trở về Tần Đô được đâu. Chị ấy hứa với em, khi nào em hết bệnh rồi, chị ấy sẽ dẫn em đi Coca hát nhảy múa. Lúc em xuất viện, chị ấy có về đây không? Có chứ, nhất định về rồi. À đúng rồi, sao ba của em không có ở đây vậy? Ba của em đi làm, ba em rất là bận, không thể bệnh viện với em cả ngày được. Nửa năm gần đây ba em luôn bận rộn vậy hả? Anh tới thăm em hay là tới thăm ba của em vậy? Anh đương nhiên là tới thăm em rồi. Có phải là gần đây có người không quen tới thăm em không? Người không quen hả? Có đó. Mấy người vậy? Họ tên là gì? Có một người chính là anh. Cái con bé láu cá này thiệt là. Ngọc Ngọc à, em có muốn ăn món gì đó không? Đến chị đi mua cho em. Em muốn được ăn bánh thanh long. Em muốn nước đi. Ngoan ngoãn chờ chút nghe. Đi. Em ngoan nha. Có phải lúc nãy cậu hỏi quá trực tiếp rồi không? Cậu nói chúng ta nên uyển chuyển một chút sao? Tôi nghĩ là cậu có thể thử làm bạn với cô bé trước đi. Có thể cách này sẽ hiệu quả hơn. Với lại Ngọc Ngọc luôn mong muốn có bạn bè tới thăm em ấy, như vậy cô bé sẽ rất vui. Tôi hiểu rồi. Đi thôi, đi. Ngọc Ngọc, đây là thanh long anh Tuấn Khanh đặc biệt mua cho em đó, ăn đi. Ăn từ từ thôi. Có ngon không? Chị Thiên Nhàn, em muốn nghe chị kể chuyện ngày xưa. Được rồi, hôm nay muốn nghe chuyện gì nào? Anh nói cho em nghe, anh biết nhiều chuyện ngày xưa lắm. Hay là để anh đọc em nghe ha? Em chỉ muốn chị Thiên Nhàn đọc thôi. Được rồi, giờ để chị đọc cho em nghe ha. Lần trước chúng ta đọc tới chỗ nào rồi ta? Hay đọc lại từ đầu ta? Chỗ này nè. À, chị bắt đầu ha. Nàng tiên cá lặn xuống nước đưa hoàng tử lên bờ, nhưng mà cô ấy sợ con người phát hiện, nên là cô ấy đành phải rời khỏi hoàng tử. Sau đó nàng tiên cá đi khiêu vũ, bước đi của cô ấy vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng mà mỗi khi cô ấy bước tới, cứ như dẫm lên con dao nhọn. Đau cũng giống như bệnh của em vậy đó. Nàng tiên cá cảm thấy trong lòng như vỡ vụn, bởi vì hoàng tử sắp sửa kết hôn. Sau đó nàng tiên cá chỉ muốn biến thành bọt biển thôi. Em không muốn nghe nữa đâu. Tại sao vậy? Nàng tiên cá tốt với hoàng tử như vậy, nhưng mà hoàng tử lại muốn cô ấy biến thành bọt biển. Nàng tiên cá không có biến thành bọt biển, cuối cùng còn kết hôn với hoàng tử nữa. Thật vậy sao hả anh? Có muốn nghe anh kể không? Kể nhanh đi, anh kể đi mà. Được rồi. Vậy là hoàng tử cuối cùng cũng nhận ra, hóa ra người mà hoàng tử yêu thương nhất chính là nàng tiên cá. Anh nói cho em nghe, dưới đáy biển còn có một loại tiên thảo. Vì để cứu nàng tiên cá, hoàng tử quyết định đi tìm tiên thảo này. Nhưng mà muốn tìm được tiên thảo phải vượt qua ba ải, hơn nữa mỗi một ải vô cùng quan trọng. Vì để cứu nàng tiên cá, hoàng tử quyết định cho dù có hy sinh chính mình cũng phải hái được tiên thảo về. Sau đó thì sao? Sau đó hả? Sau đó chờ phần sau rồi sẽ biết. Còn chờ phần sau nữa hả? Vậy thì anh thường xuyên tới thăm em đó có được không? Đương nhiên là được rồi. Quá tốt rồi. Nhưng mà anh kể có giống như chuyện ở trong sách không đó? Sao mà có thể giống được? Chuyện anh vừa kể toàn bộ là do anh nghĩ ra đó. Anh Tuấn Khanh anh giỏi thật đó. Anh có thể viết chuyện này ra được không? Để cho em kẹp lại trong sách này. Giống như vậy nè. Đâu đưa anh xem. Đây là cái gì vậy? Mỗi khi em nằm viện, ba lại tới đây dạy kèm cho em. Mấy bài trong sách giáo khoa em đọc hoài cũng không hiểu, cho nên ba mới viết lại cặn kẽ lời giải thích trên giấy, rồi kẹp vào trong sách. Giống như vậy nè. Một người cha tốt. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Bạn ơi, đây là lớp của giáo sư Cung hả? Cậu không học khoa chúng tôi sao? Tôi ở bên Đại học Minh Châu qua giao lưu.
Giáo sư cung còn chưa tới hả? Hơi lạ, trước giờ thấy không thấy trễ. Ngọc Ngọc, em thấy sao? Anh Tuấn Khanh, anh viết chuyện ra như vậy hay hơn. Tôi cũng thích chuyện tự kể của cậu. Còn phải nói sao? Anh nói cho em nghe, anh Tuấn Khanh giỏi nhất là kể chuyện ngày xưa. Anh dán vào đây cho em ha, có chịu không? Ngọc Ngọc hả con? Dạ. Chú là bạn của ba con. Ba con kêu chú dẫn con tới một nơi. Đi đâu vậy? Tới nơi con sẽ biết thôi. Ba con đang ở đó chờ con đó. Nào đi với chú. Nè 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 nè, xin chờ một chút đi. Chờ một chút, chúng tôi phải xác minh lại với giáo sư trước cái đã. Xác minh cái gì? Là anh ấy kêu tôi tới đây đón con bé đó. Tôi gọi điện thoại cho giáo sư cung. Muốn chết hả? Thiên Nhan, báo cảnh sát đi. Cấm nhúc nhích. Bỏ súng xuống đi. Nếu không tôi bắn cô ta đó. Xin chào, đây là tổng đài cảnh sát 110. Xin hỏi bạn cần trợ giúp gì sao? Alo, xin chào, có ai không? Alo, xin chào. Bên đó xảy ra chuyện gì vậy? Bạn đang ở đâu? Bạn không tiện lên tiếng phải không? Hiện giờ bạn đang ở vị trí nào? Xin chào. Alo, xin chào, bạn nghe không? Đừng có mà giở trò. Nếu không tôi bắn cô ta đó. Tôi biết rồi, bỏ súng xuống đi. Đừng hù con nít. Các bạn, điện thoại của giáo sư cung đã tắt máy. Tôi vừa gọi điện thoại cho bên khoa. Giáo sư nói hôm nay giáo sư cung không có xin nghỉ. Tôi thấy gần đây giáo sư cung hơi lạ đó. Công thức phân tử viết sai mà thế cũng không biết. Thanh Dung. Alo, đội trưởng Trịnh. Không thấy cung Chí Thành tới trường, điện thoại tắt máy rồi. Có tới bệnh viện không? Con vừa gọi cho Tuấn Khanh và Đường Thiên Nhàn, cả hai đều tắt máy. Chờ chú đi, chú lập tức tới liền. Không có. Đi. Quý tá, cô bé phòng bệnh số 2 đi đâu rồi? Đâu có biết đâu, vừa rồi có một nam một nữ tới thăm Ngọc Ngọc. Vừa quay lưng đã không thấy họ đâu, chúng tôi đang tìm đây. Đội trưởng Trịnh, trong trường có tìm được họ không? Văn phòng và phòng thí nghiệm đều tới rồi, không có ai. Dừng lại đi. Mau phóng lớn lên. Đây. Trung tâm điều khiển cục công an thành phố. Trên đường này không có camera giám sát. Phong tỏa con đường này. Xuống xe đi. Mau lên.
Bỏ đứa nhỏ xuống đi. Bỏ đứa nhỏ xuống. Nhanh lên đi. Bỏ xuống. Ba ơi. Ba ơi. Ba ơi. Cảnh muốn làm gì? Đi. Mau. Ba ơi. Ba ơi. Nhanh đi. Đứng lại. Vào trong đi. Rốt cuộc các người muốn làm gì? Đừng đánh cậu ấy mà. Im miệng đi. Thân thủ không tệ. Bên nào vậy? Cả đại ca của tôi cũng dám đánh sao? Hả? Lăn lộn 2 năm rồi. Anh bạn, gặp phải anh em chúng tôi coi như là cậu xui xẻo rồi. Xin lỗi nhiều nha. Có thể thương lượng danh chút chuyện không? Để tôi nói với cô ấy 2 câu cuối cùng. Được. Tôi là người thấu tình đạt lý. Trò chuyện đi. Thiên Nhàn, thật xin lỗi. Đúng ra tôi chỉ nghĩ đưa cô đi thăm Ngọc Ngọc sẽ không có nguy hiểm gì. Thật không ngờ Tuấn Khanh à. Cậu đừng có nói vậy mà. Tôi biết là cậu đã cố hết sức rồi. Cậu biết không, lúc chúng ta còn đi học, cậu là nữ thần của tôi. Mặc dù 2 chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng mà tôi vẫn không quên được cậu. Có thể gặp cậu một lần nữa đại học Tần Đô là chuyện vui nhất trong đời này của tôi. Lúc đầu tôi nghĩ là nhân cơ hội này sẽ theo đuổi cậu. Đáng tiếc không như mong muốn, còn làm liên lụy tới cậu. Thiên Nhàn, nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ bù đắp. Tuấn Khanh, cảm động quá đi. Thổ lộ lúc lâm chung hả? Đừng có lo nữa. Giờ tôi sẽ tiễn anh lên đường. Xuống dưới suối vàng rồi, anh sẽ có nhiều thời gian để bù đắp. Anh bạn, có thể cho tôi hút điếu thuốc được không? Sao mà anh nhiều chuyện quá vậy hả? Hả? Đại ca, 2 hơi thôi. Đời này cuối cùng cũng có được điếu thuốc. Tên nhóc, anh hút thuốc của tôi thì cũng phải đồng ý với tôi một yêu cầu. Cô ấy là nữ thần của anh. Cô ấy cũng là nữ thần của tôi. Anh thử đụng cô ấy một cái thử xem. Trời ơi, tôi sợ quá đi. Tôi sợ quá đi. Nữ thần. Sao cậu tự mở cổng được hay vậy?
Alo, Tiểu Dương, cậu đang ở đâu? Tôi với Thiên Nhàn tới thăm con gái của Cung Chí Thành, đang ở một ngôi làng phía Bắc. Vị trí cụ thể tôi không rõ lắm. Bạch Dĩ, mau, định vị đi. Được. Đúng rồi, Cung Chí Thành cũng ở đây. Hình như là bị bắt cóc đến đây. Chỉ có hai tên cướp, một tên đã bị tôi khống chế, còn một tên ở dưới lầu, vẫn chưa phát giác ra. Bây giờ phải làm sao? Đã xác nhận được vị trí. Tiểu Dương, vị trí của cậu chúng tôi biết rồi. Cậu tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chúng tôi lập tức tới ngay. Tôi biết rồi. À đúng rồi, đội trưởng Trịnh, trong tay của họ có súng, nhớ cẩn thận. Được, tôi biết rồi. Các tổ đơn vị chú ý, theo sát xe của tôi, chuẩn bị giải cứu con tin. Đội trưởng Trịnh sẽ lập tức đến đây. Vậy chúng ta có xuống cứu hai người họ không? Không cần phải nôn nóng, tôi phải bảo đảm an toàn cho cậu. Chờ họ tới đi. Sao mà tới giờ vẫn chưa xong vậy? Lão Nhị, Lão Nhị, đội trưởng Trịnh tới rồi, tôi đi tiếp ứng cho họ. Cậu đây tuyệt đối đừng ra ngoài nghe. Bạch Dĩ, cậu dẫn theo một nhóm xông vào từ bên này. Thanh Dung, cậu bốn người các cậu đi theo tôi. Rõ, đi. Hai anh, qua bên kia đi. Được. Đứng yên, bỏ súng xuống. Đứng yên. Hôm nay có thể đi hay không phải trông cậy vào cô rồi. Không được qua đây. Đứng yên. Không được qua đây. Đừng manh động, có chuyện gì từ từ nói. Đội trưởng Trịnh, mặc kệ tôi. Anh đừng căng thẳng, thả lỏng một chút. Thả lỏng ra, tuyệt đối đừng manh động. Tên tôi là Trịnh Tiêu, cứ bắt tôi, đừng bắt cô ấy. Đội trưởng Trịnh, không được. Được thôi, anh định lúc đổi người sẽ nhân đó bắt tôi phải không? Anh tưởng tôi là tên ngốc chắc? Không phải, không phải, không phải. Tìm cho tôi một chiếc xe đổ đầy xăng, sau đó đưa tôi ra khỏi Tần Đô. Tôi sẽ thả cô ta ra, nếu không tôi bắn cô ta đó. Lùi lại mau. Nào, lùi lại đi. Tất cả lùi lại đi. Tất cả lùi ra sau. Yên lặng đi. Tất cả lùi ra sau. Mau tìm cho tôi chiếc xe, nhanh đi. Được rồi, tôi hứa với anh đừng căng thẳng. Bạch Dĩ, có, lấy xe đi. Đi chết đi. Nằm yên. Cấm nhúc nhích, yên lặng đi, đứng lên. To gan lắm, phối hợp rất tốt. Được rồi, chúng ta đi. Giáo sư Cung, đội trưởng Trịnh, cảm ơn. Để tôi tranh thủ mang con tôi tới bệnh viện đã. Chào đã. Thanh Dung, con đưa con gái giáo sư tới bệnh viện đi. Được rồi, đây. Giáo sư Cung, tôi cần anh phối hợp theo chúng tôi về cục cảnh sát lấy lời khai. Được rồi, đi theo tôi. Hộ tống họ. Tuấn Khanh, Tuấn Khanh, lúc nãy nghe thấy tiếng súng, tôi cứ sợ là họ nổ súng bắn cậu. Tôi hiện giờ vẫn khỏe mạnh đi mà, đừng có lo.
Vậy còn Đường Thiên Nhàn, cô không sao chứ? Tôi không sao, tôi chỉ hơi sợ một chút thôi. Tôi nghĩ là cô có rất là nhiều lời muốn nói cùng với Tuấn Khanh. Từ từ nói chuyện. Thu đội, đi thôi. Tôi nói rồi, tôi nhất định không để cậu xảy ra chuyện đâu. Tuấn Khanh à, cậu có biết trước đây tại sao tôi lại không thích cậu không? Còn không phải là vì tôi diễn anh hùng cứu mỹ nhân quá dở hay sao chứ? Từ nhỏ tôi đã sùng bái anh hùng, cho nên điều tôi không thể tha thứ nhất chính là những kẻ giả mạo làm anh hùng. Cho nên là cậu mới nổi giận với tôi. Đúng. Lúc nãy khi chúng ta bị bắt cóc, những lời cậu nói với tôi có phải là lời thật lòng không? Tôi là vì để kéo dài thời gian mở còng tay thôi. Tôi tới rồi. À, cậu không có gì muốn nói với tôi sao? Tôi phim được dịch Thuyết Minh và Lồng. Tôi cảm thấy là cậu nên nghỉ ngơi cho thật tốt. Phòng thẩm vấn số 1. Là ai sai các anh tới bắt cóc con gái Cung Chí Thành? Tôi chưa từng gặp người này. Vậy hắn làm sao tìm được anh? Hai anh em bên nghề này coi như cũng có chút danh tiếng. Hai ngày trước, đột nhiên tôi nhận được cú điện thoại kêu chúng tôi tới bắt con gái của Cung Chí Thành, đưa nó tới ngôi nhà ở nông thôn. Trước tiên sẽ trả tôi phần nửa tiền thù lao, sau khi xong việc sẽ chuyển cho tôi phần còn lại, coi như là xong việc. Vậy số điện thoại của hắn là bao nhiêu? Điện thoại đã ẩn. Người này khá bí ẩn, chúng tôi cũng không muốn làm, nhưng mà tiền thù lao rất là thoải mái nên mới làm thôi. Bác sĩ à, con bé sao rồi? Chỉ bị hoảng sợ quá mức, cô đừng căng thẳng. Được rồi, cảm ơn nhiều, không có gì đâu. Ba của em đâu rồi hả? Ba của em đang tới cục cảnh sát để phối hợp điều tra rồi. Lúc nào thì ba của em mới về đây chứ? Chuyện này chị cũng không biết nữa. Mà ba của em sẽ trở về nhanh thôi. Ngọc Ngọc à, chị còn một chút việc phải làm nữa. Em một mình ở đây nghỉ ngơi có được không? Chị ở đây với em một lúc đi. Em không muốn ở đây một mình đâu chị à. Được rồi, vậy chị sẽ ở đây với em. Ngoan, em ngủ một chút đi. Giáo sư Cung, anh có biết tại sao họ muốn bắt cóc anh không? Không biết. Tôi trước giờ chưa từng gặp những cảnh này. Các anh nói có phải là họ bắt nhầm người không? Lục Hiểu Tuyết hút ma túy là anh báo phải không? Báo tin Lục Hiểu Tuyết? Đội trưởng Trịnh, tôi không hiểu ý của anh là gì. Anh cho rằng anh làm biến đổi giọng nói thì chúng tôi không nhận ra sao?
anh lấy tóc của Lục Hiểu Tuyết về kiểm tra, cho nên là anh đã biết cô ấy hút ma túy. Các anh biết hết rồi hả? Ma túy Lục Hiểu Tuyết hút thời gian qua là C2, mà C2 vừa mới đưa ra bên ngoài, sao anh lại biết C2 chính là ma túy? Từ cấu trúc phân tử của C2 có thể kết luận đây chính là chất kích thích. Thời gian qua, trạng thái tinh thần của Hiểu Tuyết không được tốt, cho nên là tôi mới nghi ngờ C2 này chính là ma túy gây ảo giác. Nhưng mà hôm đó, lúc tôi ở văn phòng làm việc của anh, khi đưa cho anh xem cấu trúc phân tử, anh không hề nhắc tới chuyện này. Cung Chí Thành, anh biết Đỗ Lâm không? Vào khoảng nửa năm trước, Đỗ Lâm có tới tìm tôi. Giáo sư Cung, gần đây tôi có thành lập một công ty dược chuyên bào chế thuốc, trong đó có C2 là một nghiên cứu để bào chế ra thuốc chống rối loạn thần kinh. Hy vọng là anh có thể giúp đỡ chúng tôi nghiên cứu và phát triển quá trình tổng hợp của C2. Lúc đó, vì để có tiền cho con gái mình trị bệnh, bất kể là nghiên cứu gì, chỉ cần có tiền tôi đều làm. Lúc đó anh không hề nghi ngờ C2 là ma túy à? Anh nói phải. Đương nhiên là tôi có nghi ngờ, nhưng mà tôi cũng có kiểm tra một vài tư liệu. Vừa rồi vị cảnh sát này cũng đã nói rồi, tôi không thấy bất kỳ ghi chép nào nói C2 chính là ma túy cả. Đối với kiểu ma túy mới, trong danh sách ma túy ở các nước có đôi khi xuất hiện khá trễ, bọn buôn bán ma túy thường lợi dụng sơ hở này. Đỗ Lâm trả thù lao cho tôi rất cao, tôi chỉ đang chờ cơ hội để trả lời anh ta. Nhưng mà tôi đột nhiên đọc được một tin tức. Có một cậu bé ở nước ngoài, trong bữa tiệc đã dùng chất kích thích, sau đó sinh ra ảo giác, cho rằng mình có thể bay, cuối cùng đã ngã xuống tử vong. Chắc cái ảo giác đề cập trong tin tức đó có cấu trúc phân tử tương tự như của C2. Tôi sợ C2 là loại thuốc gây ảo giác, cho nên tôi đã không đồng ý với Đỗ Lâm. Đỗ Tổng, khoa chúng tôi được giao một dự án cấp tỉnh, tôi cũng phải tham gia, sợ là không có thời gian giúp anh sửa chữa lại công nghệ bào chế C2 này. Giáo sư Cung, có phải là anh sợ tôi đưa ít tiền không? À không không không, tôi thực sự là không có thời gian thật, tôi thành thật xin lỗi. Sau đó Đỗ Lâm cũng không có liên lạc với tôi. Tôi cũng cảm thấy hơi lạ. Đột nhiên có một ngày anh ta tới tìm tôi. Cụ thể là ngày nào? Hình như là ngày 14 tháng 4. Vào đi. Giáo sư Cung, Đỗ Tổng, sao anh lại đến đây vậy? Tôi vẫn muốn bàn với anh về chuyện C2. Không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Tôi không có thời gian, dự án này nhanh cũng phải mất nửa năm. Công nghệ bào chế C2 chúng tôi đã làm được rồi, nhưng mà việc chiết xuất công nghệ này vẫn còn cải tiến, nên là tôi muốn nhờ giáo sư Cung giúp đỡ tôi. Thật xin lỗi, tôi không làm được. Anh xem, anh làm vậy là quý gì? Có ý gì? Không phải tôi nói cho anh rồi sao? Không liên quan tới chuyện tiền bạc. Trong đây là đồ ăn giặt gửi cho con gái của anh, tôi cũng không biết con bé nó có thích hay không. Được rồi, mấy đồ ăn giặt này tôi xin nhận, những cái khác anh mang về đi. Nghe nói là con gái của anh nằm viện rất lâu rồi, đúng vậy? Hay là để tôi đích thân tới bệnh viện đưa đồ ăn giặt này cho con bé đi. Không cần đâu, anh quá bận còn gì. Đột nhiên tôi ý thức được Đỗ Lâm đang dùng Ngọc Ngọc để uy hiếp tôi. Tôi hứa với anh, tôi hứa với anh. Đỗ Lâm đưa cho anh bao nhiêu tiền? 300 ngàn. Sau đó thì sao? Sau đó Đỗ Lâm vẫn không liên hệ với tôi. Tôi cũng thấy rất kỳ lạ, nên gọi điện thoại tới công ty của hắn ta.
Sau này tôi mới biết hắn đột ngột tái phát bệnh tim nên chết rồi. Về chuyện này canh cũng biết mà. Cho nên khi nghe nói là hắn chết, trong lòng tôi còn thấy mừng thầm. Tôi cứ tưởng là việc này đã trôi qua, nhưng mà thật sự không ngờ các anh lại tới tìm tôi. Anh nói trong trường đại học chúng tôi có người chế tạo C2. Anh nhìn thứ in trên này đi, anh có nhận ra không? Trước nay tôi chưa từng gặp dạng công thức phân tử này. Giả sử chúng tôi sẽ bắt đầu điều tra tại Đại học Tần Đô, phòng thí nghiệm của anh chắc cũng nằm trong danh sách nghi ngờ của chúng tôi. Sau khi trấn tĩnh lại, tôi mới suy nghĩ lại toàn bộ sự việc. Sau khi tôi cự tuyệt Đỗ Lâm, hắn lại tới trường của tôi tìm người khác giúp đỡ, tiếp tục nghiên cứu và phát triển C2. Tôi nghĩ người các anh nên điều tra là người này, chứ không phải tôi. Tôi đột nhiên liền nghĩ tới Phùng Lôi. Phùng Lôi này mỗi ngày đều là người cuối cùng rời khỏi phòng thí nghiệm, nghỉ đông nghỉ hè cũng hiếm khi về quê. Tôi nghĩ là có thể cậu ta ở trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu phát triển C2 cho Đỗ Lâm. Cho nên là Đỗ Lâm mới biết mà tìm tôi, để tôi giúp hắn tiếp tục nghiên cứu phát triển C2 để tăng cường độ bào chế độc phẩm này. Chân tướng sự việc càng lúc càng rõ. Nhưng mà nửa tháng trước, Phùng Lôi gặp tai nạn xe chết tại chỗ. Đỗ Lâm chỉ có thể tới tìm tôi. Vậy nên trong phòng thí nghiệm ở trường tôi tìm máy tính sách tay của Phùng Lôi. Quả nhiên là trong máy tính của cậu ta phát hiện tư liệu Phùng Lôi đang chế tạo thử C2 cho Đỗ Lâm. Là như vậy sao? Thật mà, thật mà. Lúc anh tới tố cáo Phùng Lôi không hề nhắc tới chuyện của Đỗ Lâm. Đội trưởng Trịnh, tôi đâu dám nói ra. Tôi nghĩ anh đã biết, anh đã gây ra sai lầm quá lớn. Phải đó. Cũng may là các anh kịp thời tới cứu tôi. Anh có từng gặp qua đồng bọn của Đỗ Lâm không? Không có, tuyệt đối không. Mỗi lần Đỗ Lâm tới gặp tôi chỉ có một mình anh ta thôi. Anh có biết người hôm nay bắt cóc anh là ai không? Hôm qua tôi có nhận được một cú điện thoại. Alo, giáo sư Cung phải không? Chào anh, là tôi. Công nghệ chiết xuất C2 thế nào rồi? C2? Thật sự xin lỗi, tôi không hiểu anh muốn nói gì. Đừng có giả ngốc nữa, anh nhận tiền thì nên làm việc cho chúng tôi đi. Anh là ai? Tôi là bạn của Đỗ Lâm. Alo, giáo sư Cung, đừng cúp điện thoại chứ. Người gọi điện thoại đó là đồng bọn của Đỗ Lâm. Đúng. Tôi cứ tưởng là Đỗ Lâm đã chết rồi. Hơn nữa Phùng Lôi biết về chuyện C2, cũng ra nông nổi đó. Chuyện này có lẽ là đã dừng lại ở đây. Nhưng mà thật sự không ngờ đồng bọn của Đỗ Lâm lại tới tìm tôi nữa. Tại sao anh không báo cảnh sát? Tôi sợ họ trả thù tôi. Tôi sợ chúng sẽ ra tay tàn sát đối với con gái của tôi. Giáo sư Cung, nếu lúc đó anh đồng ý chế đồng bọn của Đỗ Lâm, anh có biết lúc đó anh sẽ trở thành đồng phạm không? Tôi biết chứ. Anh nói không sai. Cho nên là tôi cảm thấy tình thế khó xử như vậy, tôi biết phải làm gì. Tôi chỉ muốn kéo dài thêm vài ngày, chờ tìm được cách nào đó trọn vẹn rồi tôi mới tính tiếp. Nhưng mà không ngờ đồng bọn của Đỗ Lâm quả thật quá hung hăng. Đứng yên. Cung Chí Thành phải không? Đi theo tôi. Các người muốn làm gì đi? Các người đưa tôi đi đâu? Đừng có la nữa, nếu không tôi đánh chết anh đó. Nhanh đi. Đi. Bọn họ bắt tôi và Ngọc Ngọc nhốt cùng một chỗ. Đây là toàn bộ chuyện xảy ra. Vậy còn Lục Hiểu Tuyết, từ khi tôi đọc tin tức thấy cậu trai trẻ hút ma túy sinh ảo giác rồi té lầu, tôi thường xuyên không khỏi lo lắng. Tôi lo lắng không biết học sinh của tôi có ai hút ma túy hay không. Hiểu Tuyết đúng là một cô gái vô cùng tích cực, là một cô gái tốt. Nhưng rồi đột nhiên trở nên ủ rũ thất thần. Hơn nữa gần đây mấy lại ốm yếu xanh xao, lúc nào cũng có tâm sự nặng nề. Cảnh sát, canh cũng biết đây chính là trạng thái điển hình của kẻ nghiện thuốc mà. Thật vậy. Sau đó tôi hỏi thăm được, em ấy tới hát trong một quán bar. Canh cũng biết nơi đó là nơi ăn chơi, rất dễ hút ma túy, nên tôi càng thấy lo cho em ấy.
nhưng mà tôi lại không thể trực tiếp hỏi thăm là em ấy có hút hay không. Cho nên tôi chỉ đành dùng cách khác. Tôi lấy tóc của Hiểu Tuyết về kiểm tra hóa nghiệm. Quả nhiên quế dùng C2. Các anh cũng biết, cai nghiện là điều vô cùng khó khăn. Có lẽ ép đi cai nghiện là cách tốt nhất. Cho nên tôi mới báo cáo về mấy.